Cháu đang làm gì đấy? Cháu đang viết code ạ. Code là cái gì đấy? Không phải bác sĩ giáo viên thì chắc gì sau này có việc mà làm. Đâu tôi thấy bà học xong ra sửa được tivi với điện thoại đấy. Toán mới thấy bà toán mới đỡ chơi game ấy mà. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Người người nhà nhà ai cũng nói về IT, nhưng thực ra mọi người đã hiểu IT là như thế nào chưa? Ngành công nghệ thông tin có rất nhiều công việc và lĩnh vực khác nhau như là... Đầu tiên là lập trình viên. Đây là công việc liên quan đến viết mã và phát triển phần mềm, ứng dụng và hệ thống. Thứ hai là quản trị hệ thống, đảm nhận việc quản lý và duy trì hệ thống máy tính và mạng. Thứ ba, kiểm thử phần mềm, tức là tham gia vào quá trình thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm. Thứ tư, an toàn thông tin là bảo vệ thông tin và dữ liệu của tổ chức khỏi các mối đe dọa và tấn công. Bên cạnh đó còn có các công việc như là chuyên gia phân tích dữ liệu, AI và Big Data. Đây chỉ là một số công việc trong ngành công nghệ thông tin. Ngành này rất đa dạng và liên tục phát triển, do đó có nhiều cơ hội và lựa chọn công việc khác nhau.